Dù đã ra đời cách đây 170 năm, nhưng Đồi Gió Hú vẫn luôn là một tác phẩm kinh điển và hấp dẫn độc giả. Tác phẩm kể về một mối tình giữa một chàng trai có địa vị thấp kém và một quý cô tiểu thư xinh đẹp. Cả cuộc đời, người con trai chỉ yêu một mình tiểu thư, và cũng chính tình yêu đó đã khiến hắn trở nên điên loạn. Khuôn mặt tuyệt vời nhất mà tôi từng may mắn được nhìn, và cặp mắt nếu như biểu lộ sự dịu dàng thì ắt sẽ quyến rũ không sao cưỡng nổi. Cũng may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi, cái tình cảm duy nhất thể hiện trong đó lại lơ lửng giữa sự khinh mạn và một thứ tuyệt vọng trái tự nhiên vì lạc chỗ một cách kỳ lạ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Emily đã khiến cho toàn bộ Đồi Gió Hú lạnh lẽo trở nên bừng sáng và cái kết hạnh phúc với những người còn lại. Tải Phonos và nghe ngay tác phẩm Đồi Gió Hú bạn nhé. Tất cả chương 1 đều là miễn phí.